Dạ vâng, xin mến chào tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Trước mặt quý vị và các bác đây đang là đôi loa KI512, JBL KI512. Đây là hàng xịn, hàng chính hãng các bác nhé, hàng xịn, hàng chính hãng. Đấy. Đây các bác có thể thấy là đôi loa này thì còn rất là đẹp, bát 30. Đấy, nó gồm một bát 30, một chung và một chép. E căng mặt bên này là e căng vải. Bên này của nó là e căng bằng sắt nhá. Đôi loa này trị giá là 5 triệu. Đấy, đôi loa này em đang để các bác giá là 5 triệu. Đấy, đôi loa này thì nó có vế bên trái và vế bên phải nhá. Đấy, vế bên trái và vế bên phải. Còn bên dưới này, bên dưới này là chiếc X7 DAC Acoustic. X7 DAC Acoustic thì giá của X7 DAC Acoustic đây là giá là 7 triệu. Đấy, giá là 7 triệu. Còn phía trên này, phía trên này cái bộ mic ở phía trên này nhé. Đấy, bác nào lấy lẻ thì em để cho giá là 1 triệu 8 này. Đấy, cái mic này này. Mic này là 1 triệu 8, mic này là của Sua nhá. Đấy, Sua 1 triệu 8. ULX500 nhá. Đấy, ULX500. Và hôm nay em muốn giới thiệu đến các bác cái bộ dàn này. Đấy, cái bộ dàn này 7 cộng với lại 5 là 12. Đấy, 12. À, cái này thì bên em đã bao gồm phí vận chuyển nhé. Đấy, tức là đã bao gồm phí vận chuyển. Các bác là khi các bác nhận hàng, các bác được kiểm tra hàng trước khi các bác thanh toán. Đấy, và các bác được test, được lắp ghép vào, được test, được kiểm tra hàng, được tháo ra, được kiểm tra hàng trước khi các bác thanh toán cho bên bưu điện. Đấy. Còn đây là cái bộ mic. Cái bộ mic không dây. Đây là cái vỏ hộp của nó đây này. Đấy. Bộ mic này là bộ mic Sure nhá. Đây, các bác nhìn này. Đấy, đây là bộ mic Sure nhá. Đấy, đôi loa rất là đẹp và cả một cái bộ dàn này. Cả một cái bộ dàn này mà chúng ta chơi ở trong cái không gian, chơi ở trong cái không gian nhà rơi vào tầm khoảng độ 30 mét vuông hoặc là 35 mét vuông cũng rất là ok rồi nhé. Đấy, chơi trong khoảng không gian như vậy thì đã là rất là ok rồi. Đấy. Bây giờ em sẽ quay lên nhé. À, bây giờ em sẽ kẹp điện thoại lên và em sẽ test nhạc cho quý vị và các bác cùng nghe, cùng cảm nhận cái đôi loa KI512 này ghép với lại X7 DAC này nó hay như thế nào. Đấy, và cái bộ mic không dây này là nó cũng rất là nhẹ và chúng ta hát nó rất là hay. Ở những video sau thì em sẽ hát nhé, còn trong cái video này thì em chỉ xin phép em được em chỉ xin phép em được test cái chất âm của nó thôi nha. Đây, và cái bộ này thì em cũng đang test cho một bác ở trong Hà Tĩnh đây. Đây, bác ấy ở trong Can Lộc, Hà Tĩnh. Đây, em đang test cho bác ấy. Đây, em mở lên. Xem người
cái đôi loa này thì bát của nó rất là sâu luôn nhá. Đây, bát nó rất là sâu luôn. Em đang mở nhỏ lại cho em. Bác nào mà đang quan tâm đến cái bộ combo này, xin các bác vui lòng liên hệ về một trong hai số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình nhé. Đấy, còn hiện tại bây giờ là cái bộ combo này là em đang test cho một bác ở trong Hà Tĩnh. Đấy, ở trong Can Lộc Hà Tĩnh nhé. Đấy, bây giờ em xin phép em được khép lại video tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác đừng quên ấn đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những cái video và những cái thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác.